thưa quý ông bà và anh chị em, có lẽ nhiều người quý ông quý anh nhận Thánh Đa Minh là bổn mạng, nhưng đặc biệt giáo xứ cao xá của chúng con thì 90% quý ông quý anh đều nhận Thánh Đa Minh là bổn mạng từ ngoài miền Bắc vào trong miền Nam. Và Thánh Đa Minh cũng là vị thánh bổn mạng của giáo xứ cao xá. Hôm nay chúng ta sẽ được lãnh ơn toàn xá. Rồi, mời các ca sĩ đứng lên để chúng ta thu âm bài hát này nhé, cho mọi người cùng hát. Cộng đoàn chúng ta cứ ngồi, ca sĩ đứng thôi. Niềm hy vọng khi Cha về trời là cầu cho bạn hiểu anh em. Niềm hy vọng người ơi có nhớ, giúp chúng con còn ở gian trần. Hỡi Cha dấu yêu, hằng nhiệt tâm gầm suy đêm ngày lời Thiên Chúa. Hỡi Cha dấu yêu, nước khôn ngoan ban phán lan tràn đường chân lý Chúa. Cha dõi theo, giúp chúng con này theo chân người hiệp cùng với các phục nhân. Xin cảm ơn cộng đoàn.